Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tá Dòng Ghiền nha. Hôm nay anh em mình lại có dịp cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Hồng Răng tại chợ trái cây là sau lưng chợ 30 tháng 4 của trung tâm thành phố Rạch Giá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái phong tục lót đường trong đám tang ở quê mình thường hay gặp nha. Ở quê mình thì cái tục lót đường này có rất là lâu, mình cũng không biết là bắt nguồn từ đâu và nó có từ khi nào. Mình cũng đi làm rất nhiều đám, đa số và thông thường mà mình thấy là trong một đám tang, những người lót đường đa số là người phụ nữ. Theo quan niệm dân gian ngày xưa là người phụ nữ khi mà còn ở trong gia đình thì là được cha mẹ chăm sóc và nuôi nấng cho đến khi tuổi lấy chồng, thì người phụ nữ đã không làm tròn cái nhiệm vụ trả hiếu, đến khi cha mẹ mất thì phải quay về để mà nằm đường để mà trả hiếu. Đoạn đường đưa tang hôm nay cũng rất là khắc nghiệt bởi cái nắng của buổi trưa rất là nóng, và đặc biệt là những cái đoạn đường nằm ở trên cầu mình thấy rất là nóng, nóng thậm chí là tay mình chạm vô mình còn có cảm giác là không chịu nổi. Rồi, bây giờ thì mình mời cả nhà cùng theo chân anh em Càng Tá Dòng Ghiền cũng như là dịch vụ mai táng của trại hòm Hồng Răng về Rạch Giá, Kiên Giang để phục vụ cho bà con ở đây nha. Để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về cái tục lót đường ở quê hương của mình. Và đồng thời mình sẽ quay suốt cái đoạn đường đưa tang của anh em mình về nơi đất nhà, đó chính là Bàn Tân Định. Ở đây thì giáp ranh giữa Dòng Ghiền với huyện Châu Thành. Đoạn đường rất là xa và rất là khó đi, phải đi bằng đường thủy dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Rồi, bây giờ là mời cả nhà cùng hành trình theo anh em mình nha. Rồi, hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại trung tâm của thành phố Rạch Giá. Ở đây thì sau lưng chợ 30 tháng 4. Xích đẳng chút xíu là chợ trái cây nha các bạn. Nếu đi đường này lại khúc ở xa xa đó, đó chính là cây cầu Dàm Chư. Cũng phía sau lưng chợ 30 tháng 4 luôn. Rồi, nhà đám thì nằm ở phía sau cái rặng cây đó. Ở bên trong thì dịch vụ mai táng của trại hòm Hồng Răng đang làm nhiệm vụ gọi là pháo quan, rồi mấy di quan đưa linh cữu của cụ bà 75 tuổi ra nơi đất nhà để ăn nghỉ nha các bạn. Bữa nay đưa đường cũng khá là xa, nghe nói là đưa về chợ Bàn Tân Định của Dòng Ghiền Kiên Giang nha các bạn. Phía xa xa trước mặt của các bạn đó chính là những chiếc xe chuyên dụng nha. Ở đây thì chiếc xe chở trống để đưa tang cho nó hoành tráng. Xe trống thì ở phía trước có một cái tượng Phật nữa các bạn. Ở đây gọi là xe Phật mà. Rồi, xe dành cho Càng Tây, xe rồng và sẽ dành cho khách viếng và người thân. Bữa nay thời tiết cũng khá là oi bức. Trưa nay nắng đưa về đó cũng khá là vất vả đối với anh em Càng Tây nha. Mình thì đang đi dần dần tiến vào bên trong nhà đám để quay cho các bạn cùng xem nha. Cảnh chiếc nhà khách lễ tang ngay ở lúc này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
rất là nóng luôn. Bên kia hả? Rồi, bây giờ là đoàn đưa tang mình chuẩn bị đưa quan tài lên bờ nha các bạn. Đây thì không có đường để qua sông quay à. Mình sẽ quay cảnh đưa quan tài lên bờ thôi nha các bạn ơi. Thank you.
Chị thề dữ rồi. Xa rồi. Mình cũng không thể nào thấy để quay cho các bạn xem nữa nha, không có đường qua. Ở bên đây chạy xe được, bên kia không có chạy xe được nha các bạn, chỉ đi dõi máy thôi. Rồi tạm thời mình kết thúc và khép lại video này tại đây nha các nhà.